Chào anh Ngọc, chào Vũ, chào tất cả mọi người, chào cô bác anh chị đang theo dõi trên kênh HTV. Hôm nay thì nó xảy ra một cái sự việc mà có lẽ là cũng ngoài ý muốn, nhưng mà với rất nhiều người ủng hộ cho ba con nhà Vũ cũng như là anh Ngọc, cũng như là các em đang có mặt ở đây là những người con nuôi của anh Ngọc, thì có lẽ là mọi người cũng rất là mừng. Tuy là một cái sự việc mà Vũ cũng như là anh Ngọc cũng như là em Hoàng đây là phải lên cơ quan chức năng làm việc, nhưng mà có lẽ là mọi người nghe và mọi người nhìn rồi. Thì bây giờ mọi người nghe cái đầu tiên là nhờ anh Ngọc chia sẻ lại cái sự việc. À, em Hoàng là lúc mà em trò chuyện với nhà chủ á, thì em có thấy, em có thể tường thuật lại cái giai đoạn lúc đấy là cãi nhau những cái vấn đề gì không? Là lúc mà em nói chuyện với bên chủ nhà của nhà cô Cần Vũ ấy, thì là bên chủ nhà người ta không muốn hợp tác với mình, người ta không muốn cho mình biết được là người ta mua nhà hay là cho thuê. Người ta nhất quyết là người ta không được cái giấy đó, trừ khi là lên công an hoặc là lên tòa thì người ta mới giao với lại cho mình xem. Thì trong quá trình đó thì em cũng nói chuyện với bên kia, cũng có tỏ tiếng. Lúc đấy là cũng căng rồi phải không? Là lúc đó mình thì em cũng nói chuyện nhỏ nhẹ với bên người ta, thì là em nói là bây giờ trường hợp của bạn Vũ là về nhà này là ông để lại. Dạ. Mà bên cô Vân thì nói là giờ với bạn Vũ là cho thuê. Còn mà bên chính quyền á thì người ta lại bảo là nhà nó đã bán rồi. Thành ra là em cũng không biết là này là nó như thế nào, thì bây giờ em muốn xuống đây á là gặp trực tiếp chủ nhà để em coi xem là cái này là nó là bán hay thuê. Nếu mà bán thì cho em xem được, cho em xem cái giấy tờ là mình xác... xin phép để mình được biết rồi đó thì là coi là cái ai là người đứng ra bán. Còn nếu thuê thì ai là người đứng ra cho thuê. Thì lúc đó thì là bọn em mới có hướng tới bên giải quyết, thì bên chủ nhà thì người ta nhất quyết là không cho xem. Người ta bảo là bây giờ là muốn cho xem thì là phải lên tòa hoặc là lên chính quyền để cho xem. Ê, nhưng mà nhắc đến chuyện lên tòa như kiểu là người ta cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi ha. Đúng rồi, đúng không? Đối với Hoàng lúc đó thì em cũng, sự lúc đó là em cũng không nghĩ được nhiều, không nghĩ được nhiều nữa. Tới lúc mà ta bảo là giờ là người ta gọi công an xuống, thì lúc đó thì em bắt đầu là dự định của em là chỉ là muốn là mình giải quyết nội bộ trước. Xong sau đó thì có gì mình làm với công an sau. Nhưng mà tới lúc mà người ta đã làm căng thì em cũng không biết nói gì, em sợ nó làm căng quá thì nó là lớn chuyện. Thì là quá trình nó là như thế. Xong là tới lúc thì công an xuống thì lại đưa là em với ba với Vũ lên trên công an để làm việc. Vậy là lúc đấy là khi mà nói chuyện với em thì như là anh thấy là hình như là cậu bé đó, cậu bạn đấy hình như mình không biết nó phải chủ nhà hay không, nhưng mà đã gọi công an rồi, đúng không? Đúng rồi. Đấy là sự việc mà Hoàng lúc đấy là thấy. Thế còn Vũ khi mà em hỏi thì họ trả lời sao Vũ? Cái lúc đó á? Dạ, khi hỏi thì lúc đó em hỏi, em cũng như Hoàng vậy là hỏi là bây giờ em không kêu là bắt buộc phải đưa liền. Em nói là bây giờ nhà này là em hỏi là bây giờ nhà này anh đang ở là anh thuê hay là anh mua bán cho anh. Thì khẳng định là đã mua rồi. Là em mới nói là vậy, em xin phép anh là cho em coi cái giấy tờ mua bán tại nhà này, tại nhà của em là em có đưa bộ sơ cho coi nhưng mà không cầm. Nói là bây giờ là làm rùm beng như vậy là chưa hỏi ý kiến người ta, gọi là mình không tôn trọng họ. Nên nhất quyết họ không đưa giấy tờ, họ kêu là bây giờ nếu coi như họ tôn trọng mình, họ sẽ coi giấy tờ của mình. Mình cũng sẽ coi được của họ, nhưng không phải ở đây, tại vì coi tại nơi này không có giải quyết được gì, muốn làm gì coi giấy tờ phải ra tận chính quyền. Rồi. Thế là chủ nhà nói như vậy, nhưng mà họ nói cũng có cái đúng. Đúng rồi đấy. Tức là họ nói ở cái vấn đề là coi giấy tờ ở đó là cái nó không hợp lý, nhưng cái mong muốn ở đây là mình nói bằng tình cảm với ông anh Ngọc, tức là mình chỉ xem và là để hỏi họ thôi, họ không cho xem cũng được. Thì nói chung là hôm nay thì thấy ba bốn cha con lên là có cái thiện chí. Thực ra thì cũng nói với mọi người thông cảm là bởi vì cái này là chuyện của em Vũ, thì các bạn anh em của em Vũ thì cũng chỉ là đứng ra để trò chuyện, cất tiếng nói phụ giúp cho Vũ thôi. Nhưng mà anh hỏi Vũ một câu nữa là trong cái lúc mà trò chuyện như vậy mà họ nói như vậy thì em có cái cảm giác gì không? Có vẻ là anh thấy anh chàng đó cũng khá nhiều lý luận và có vẻ áp chế được cái tinh thần của Vũ thì phải. Dạ, không phải áp chế không cần, mà em thấy kiểu gọi là một mình thì kiểu mà em nói là vì gì nó nói thẳng, dù em hỏi cho giấy tờ thì thà nói em là một là cho coi, hai là không cho luôn, cứ vòng vo lý do là không tôn trọng này nọ kia, là cứ bao nhiêu đó là cứ quay đến quay lui là kêu là do mình không tôn trọng người ta trước. Nên người ta không có, cũng như là nói là như là nói bây giờ không còn biết em có phải là chủ nhà hay không, mà giờ nhà này người ta đang đứng tên, mình là một người lạ tới, mình yêu cầu người ta cung cấp giấy tờ người ta sẽ không cung cấp. Đúng rồi.
sao con không nói lúc đó con nói là tôi rất tôn trọng anh, bởi vì là tôi cả mấy chục lần là tôi đến đây tôi gọi cửa mà tôi ấy mà anh không mở cửa cho tôi. Hôm nay có lẽ là khi mà họ thấy chắc chắn là họ có một là quan sát camera, hai là họ ở trong nhà họ nhìn ra thấy có cái băng rôn và có nhiều người hiếu kỳ đến coi. Đâu có bạn sát camera. Thì họ bắt đầu xuất hiện đúng không? Đúng. Nhưng mà sau bây giờ chia sẻ thế này, anh Ngọc lúc mà các bác công an rồi các bác cán bộ địa phương đến nói chuyện với anh Ngọc thì có cái gì không? Em thấy là mời về phường, mọi người về phường làm việc đấy. Không. Lúc đến nói với anh thì cũng hỏi anh là như thế nào. Dạ. Thì anh cũng chỉ có nói là cái hoàn cảnh cháu nó như thế này, tôi thấy cháu tội nghiệp, cháu dạ. Có nhà mà cháu lang thang như vậy là tôi bức xúc. Dạ. Thì tôi lên theo các cháu lên đây xem tình tiết nó như thế nào thôi. Dạ dạ. Thế thì công an nói là tôi thấy anh mới đi cháu mấy lần, thế là cứ mời anh về phường. Thì nói chung là này, công an mà mời về phường thì là đúng theo cái nguyện vọng của anh. Dạ. Bởi vì hôm anh gặp chủ nhà nhiều lần, anh đưa cháu lên gặp chủ nhà nhiều lần giờ không được. Yeah. Mà cô Vân cũng muốn gặp cô Vân cũng không được. Yeah. Thì anh bắt buộc anh phải có công an vào cuộc. Đưa lên phường thì mình bắt buộc là chủ nhà nó mới đưa cái giấy tờ ra mà mình làm việc mình mới biết được. Dạ. Yeah. Đó. Thế nhưng mà thôi dù sao thì mình cũng phải tôn trọng cơ quan chức năng. Đúng rồi. Tôn trọng cán bộ địa phương. Thế nhưng mà ở một cái điều mọi người rất là quan tâm, đây mới là cái vấn đề chính này. Cái này là hỏi anh Ngọc trước, cũng quan trọng là sâu thì hỏi Vũ sau. Khi mà anh lên, hai ba cha con lên thì cái thái độ của chủ nhà hoặc là trên đó nó xảy ra những cái diễn biến như thế nào, Hoàng và anh Ngọc ai có thể trả lời trước này? Em còn trả lời. Cái lúc mà lên công an phường đấy. Lúc ở công an phường á thì là gặp chủ nhà á, thì là công an không cho em với ba vào mà là chỉ cho làm việc chung một mình Vũ thôi. Tức là em cũng không biết là trong cái quá trình mà Vũ gặp chủ nhà như thế nào thì em cũng không rõ. Thế anh Ngọc, lúc đầu tiên đấy em canh đó thì anh vẫn bình tĩnh, anh nói là tôi thấy cháu bức xúc như vậy thì là như thế nào, thế anh là như thế nào vậy? Tôi chỉ là một cái người mà biết cháu sống lang thang, tôi thấy cháu đang sống lang thang thì tôi là giúp đỡ cho cháu thôi. Dạ. Tôi không như thế nào với cháu cả. Dạ. Thế thì xong khi mà nói chuyện xong thì hỏi lên Vũ thì Vũ mới đưa cái giấy tờ ra. Dạ. Tức là coi lá đơn. Nhưng lúc sáng chỉ có coi lá đơn thôi chứ không coi cái giấy tờ nhà đất. Thế sau này ông đọc cái di chúc rồi đọc tất cả giấy tờ thì lúc đó là thôi đang ngồi đi, cha con mà đã ngồi đợi đi để bên kia gọi bên kia xuống để mà hai bên chất vấn. Thế là các bác cán bộ là cũng bắt đầu là dừng lại. Các bác ấy nhìn ra vấn đề và bắt đầu là lắng nghe ấy rồi đó đúng không? Có sau đó thì anh có làm việc gì thêm không hay là chỉ có không? Xong thì khi mà bên kia đến thì là cũng mời anh vào trong phòng, mời cả cháu vào trong phòng. Thế xong bắt đầu hai bên thì đang ngồi lấy hỏi cháu này thế này kia. Thì xong rồi các anh nói là thôi bây giờ anh ra đằng trước anh ngồi đi. Dạ. Anh với cháu ra đằng trước ngồi đi thì lúc nào cần thì chúng tôi sẽ gọi anh sau. Dạ. Đó thì là anh ra ngoài. Dạ, dạ. Ngoài thì lúc đó là bên chủ nhà ta đến là chất vấn với cháu. Dạ. Thế Vũ, bây giờ em có thể nói thật rõ nhá. Cái này là cái mà tất cả khán giả quan tâm đến, sau khi mà nó xảy ra những cái nó có cái diễn biến hơi căng thẳng với bạn chủ nhà đó. Cứ gọi tạm bạn ấy là bạn chủ nhà đi, nhưng chắc là bạn ấy không phải chủ nhà đâu. Có khi là con của chủ nhà thôi, hoặc là bạn ấy bây giờ đang đứng tên cái nhà đấy, ví dụ đi. Thì sau khi xuống đó thì hai bên làm việc thì em có giáp mặt chủ nhà và cơ quan chức năng có yêu các bác cán bộ có yêu cầu em làm những cái vấn đề gì liên quan đến câu chuyện hôm nay không? Thì lúc đó thì mấy chú cán bộ thì cứ kêu con là phải cung cấp đầy đủ như là di chúc, văn bản phân chia tài sản, nói chung là những cái gì chứng minh là cái tài sản là của mình. Đúng rồi. Là chứng minh xong là họ sẽ lấy lời khai rồi làm bản tường trình cho mình. Đà. Còn bên chủ nhà kia là khi gọi điện xuống á là sẽ qua một phòng khác. Đà. Là cũng là một biên bản tường trình giống như vậy, như là công an là yêu cầu là photo ra một bộ rồi lấy giấy tờ nhà, như là nhà này là ai bán cho, rồi gọi là mua bán từ thời gian thời điểm nào, rồi giá bao nhiêu là phải photo hết để đưa cho bên phường, người ta sẽ là tạm thời người ta giam giữ biên bản. Các đồng chí cán bộ là họ đã làm việc như vậy là anh thấy bắt đầu có ra vấn đề rồi đó, là bởi vì là họ sẽ yêu cầu người chủ nhà cung cấp thông tin. Trước hết là người chủ nhà cung cấp thông tin thì anh nói với Vũ là sau này nó cũng là một cái cơ sở để cho luật sư của bên em tiếp xúc với cái đó.
bởi vì nó cũng sẽ là cái bằng chứng để đưa ra tòa khi mà nếu đưa đây là một vụ án anh nhé. Thì Vũ là em vẫn khẳng định 100% là em không ký cái gì với bà Vân đúng không? Dạ vâng, em không có ký. Không có ký bất kể cái gì. Rồi. Và hai nữa là cái giấy tờ trong tay thì anh có nhìn rồi, tất cả đều là bản chính và mộc đỏ. Thế ở trong những cái đó là bây giờ em vẫn đang giữ đúng không? Dạ vâng. Rồi cái đó là giữ cẩn thận nhé. Nhưng mà nếu mà mình phân tích qua đây thì mình bắt đầu thấy có vấn đề rồi anh Ngọc. Tức là như thế này nhé. Ở trong cái câu chuyện đây, cơ quan chức năng người ta yêu cầu người chủ nhà bắt buộc phải cung cấp thông tin chứng thực bên đó. Đầu tiên là người chủ nhà ở bên đó đi. Cứ coi họ bây giờ đang là người chủ nhà bên đó thì họ phải cung cấp giấy tờ. Và cái giấy tờ đó người ta sẽ xem xét, người ta sẽ đối chiếu với cái câu chuyện di chúc, cái giấy tờ di chúc nữa. Thế thì chắc là còn một vài cái vấn đề liên quan giấy tờ nữa mà, nhưng mà sớm nay em thấy là anh Ngọc chia sẻ đấy. Thì chắc chắn là Vũ có lợi thế rất là nhiều trong cái câu chuyện này. Ở đây không phải là lợi thế mà để chứng minh mình là chủ nhà. Thế nhưng mà ba hỏi con này, sau lúc mình ra về thì công an dặn con như thế nào không? Đúng rồi, các đồng chí có dặn gì không? Các bác anh có chịu dặn? Nó là hiện tại bây giờ nó là trên phường á, trên khu phố á, là có quen biết, nhưng mà nói chung là quen biết người ở bên tòa án, là hẹn khoảng chừng 9-10 giờ sáng mai là sẽ làm một cuộc họp ở trên tổ khu phố á, là sẽ đưa về dưới là cứ mời một người đó, người mà nói là người quen bên tòa án là về luôn, người ta sẽ hướng dẫn cái thức mình làm đơn, mình thư kiện như thế nào, ví dụ đưa cung cấp toàn bộ giấy tờ photo để cho người ta coi hết bên tòa án. Xong rồi sẽ hướng dẫn làm đơn như thế nào để thực hiện. Ờ, cái này thì anh Ngọc chắc là phải đồng hành cùng Vũ trong cái giai đoạn này đấy. Nhưng mà bây giờ có thể là mình hỏi qua luật sư được không nhỉ? Được chứ anh. Bây giờ gọi luật sư nhé. Cái này là anh hỏi qua luật sư không? Nhưng riêng cái này thì em sẽ không ghi âm luật sư anh. Cái này để cho anh và Vũ làm việc, phải có những cái liên quan đến công việc của luật sư thì thôi sau anh truyền đạt lại với em thôi. Biết sao không? Đó là nguyên tắc của em tôn trọng nghề luật. Đó. Thì cái này là đang thấy nó có cái tín hiệu đáng mừng, em có thể kể lại được không Vũ? Cái mà em vừa nói là ngày mai bên phường họ sẽ mời bên tòa án về. Dạ, họ nói là họ đại có, diện bên dạ, tòa án. Dạ, họ có nói là họ có người quen mà đại diện bên tòa án á, là về bên khu phố sẽ làm như là tổ chức một họp khu phố. Dạ. Là sẽ mời em lên, là tất bây giờ là yêu cầu em là về coi là tất cả những giấy tờ mà liên quan tới di chúc hay là giấy tờ nhà, là bản gốc người ta yêu cầu là phải giữ cho kỹ, còn tất cả còn lại phải cầm photo hết. Để mang theo cho người ta, để xuống là người ta sẽ nhờ bên người quen là nó bên đại diện bên tòa án á, ra để xem xét hồ sơ. Đáng ra là cái này đã phải tiến hành cách đây khoảng 1 tháng rồi. Đúng rồi. Đáng lẽ là ngay từ đầu, không phải hôm nay em phải nói thật với anh Ngọc và Vũ là như vậy. Đáng lẽ là câu chuyện này đáng lẽ phải làm cách đây 1 tháng rồi, nhưng mà thôi, dù sao thì chúng ta cũng thấy là đã có những cái mừng. Thì... Không, lúc trước em ạ, à, bây giờ anh có nghe, lúc trước được cái là Nghĩa Trọng cùng, anh với Nghĩa Trọng cũng đã bàn bạc đến cái này, nhưng mà mình chưa làm tới. Anh với Nghĩa Trọng cũng đã lên gõ cửa chủ nhà rồi, cùng Vũ lên gõ cửa chủ nhà rồi. Em có xem video đấy. Đó, cho nên là, nhưng mà mình chưa làm tới được. Tức là mình không làm căng. Không làm căng được. Hay là không dám làm căng. Đó, cho nên là... Không nói vậy thôi, như vậy là ok. Thôi thì cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Cái quan trọng nhất là bây giờ trước cái vấn đề này á, là chắc chắn là bên các bác, các anh, cái sĩ bên phường là người ta nói là chính xác, người ta sẽ nhờ cơ quan chức năng, những người có đủ thẩm quyền và hiểu luật về đất đai, là tòa án hoặc viện kiểm sát, họ sẽ tham gia cái vấn đề này để người tư vấn cho mình. Nhưng anh hỏi này, anh hỏi Vũ này, nếu bây giờ để đưa ra cái phương án gọi là hòa giải thì em có chấp nhận không? Gọi là hòa giải gì đó để thỏa thuận dân sự á? Nếu mà nó là hòa giải, bây giờ em như là hòa giải giữa em với chủ nhà hay là em với cô Vân thì đó, em chưa biết, giờ kia là hòa giải giữa hai bên thôi, nhưng mà không biết là nói là hòa giải với chủ nhà hiện tại hay là với cô Vân thì em chưa biết. Nhưng mà mục tiêu của em trong câu chuyện này là gì? Dạ em cần làm sáng tỏ cái việc này, cái việc căn nhà em hiện tại em nói là muốn làm sáng tỏ cái việc là cho thuê hay là đã bán rồi và trở lại căn nhà, và một mục đích quan trọng nhất nữa lấy lại căn nhà. Mục đích quan trọng là em muốn lấy lại căn nhà. Đấy mới là cái mà tất cả mọi người khán giả cũng như là các bác, anh, các chị là cần cái đó ở em. Và cần em mạnh mẽ hơn nữa, tự tin hơn nữa. Anh không cần biết sau này em thắng hay thua trong câu chuyện này, nhưng hôm nay thì nhân tiện có mấy cha con ở đây, là về góc độ truyền thông là bọn anh đứng hoàn toàn về Vũ. Chỉ hy vọng là Vũ sẽ không để một cái gì nó bất lợi cho bản thân mình. Quan trọng nhất là giữ sức khỏe này. Sau đấy là có Hoàng đã từ ngoài Hà Nội vào, thì hy vọng là Hoàng sẽ hỗ trợ bà Ngọc này, Vũ trong những cái quá trình suốt thời gian còn lại để lấy lại cái danh dự cho bản thân, lấy lại những gì của ông bà cha mẹ nhé.
Ở đây cái mình... anh nói với em này, đến bây giờ thì là kể cả cô Vân mà liên lạc với cháu Vũ để gặp cháu Vũ để mà cô cháu thì anh không có. Em hiểu không? Được, bây giờ cô Vân muốn gặp cháu là cô Vân sẽ gặp ở trước chính quyền, trên công an, trên pháp luật và gặp ở nhau ở tòa. Chứ không còn có nghĩa là để cô cháu gặp nhau để nói chuyện tình cảm nữa rồi. Em hiểu không? Em có giống với bà Ngọc vừa nói không Vũ? Em có giống quan điểm bà Ngọc vừa nói không? Tại vì bây giờ những gì cần nói thì đã hết rồi, nhưng mà cô cứ một lời hai lời là cô tránh mặt hết. Được. Nên bây giờ nếu mà muốn gặp mặt mà không phải em mới là hòa giải, nhưng mà nếu mà muốn gặp mặt đối chất á thì gặp nhau trên chính quyền. Rồi như thôi thì trò chuyện vấn đề pháp lý đến đấy thôi, nhưng mà tiện trong cái video này thì em cũng muốn chia sẻ một chút là về cái tình hình tài chính thì em muốn hỏi anh Ngọc và Vũ là vừa rồi thì cũng nghe nói là cũng được sư cô hỗ trợ, rồi có các anh chị hỗ trợ thì tổng cái kinh phí của mình được khoảng bao nhiêu anh Ngọc? Bây giờ qua kênh của em đây thì hôm nay Nghĩa Trọng cũng không có về để mà đang đi lo cái công việc quay bên kia, Nghĩa Trọng không có quay được cái chương trình này. Rồi mà hôm nay anh em mình lên trên đó thì qua đây thì con xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Được. Cảm ơn Nghĩa Trọng đã đồng hành với cháu suốt từ một tháng nay, hơn một tháng nay. Cho nên là bên hôm nay thì anh cũng nói luôn về cái kinh tế mà cái chi phí cho cái đấy thì anh cũng có ghi rõ hết. Được. Nhưng mà cái đầu tiên nhất là cái tiền mà cháu được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu. Được. Thì tất cả 3 lần thì được là 800 đô. Được. Và không biết là mấy lần nhưng mà cháu được tiền mặt là được 8 triệu. Đúng không con? 3 triệu. Chính xác. 8 triệu. Có sự xác nhận. 8 triệu thì là anh đã chi phí hôm đó thì anh đã đổ cho cháu mất 200 đô rồi. Không, những cái đó thì anh không phải giải trình, bởi vì cái đấy là anh đã chi đổ cho cháu 200 đô để cháu trang trải. Đã. Và cái tiền mặt thì cháu đã tiêu hết trong một tháng rồi, tiền ăn uống sinh hoạt của cháu. Đã. Cũng hết 4 triệu rồi. Đã. Thì hiện bây giờ là có cái tiền đó là còn được 600 đô. Đã, đã. Và 4 triệu. Đã, đã. Thì 4 triệu thì cái 4 triệu của cháu thì hôm qua anh mượn cháu. Đã. Vì anh đóng tiền cho luật sư thì anh không đủ. Đã. Thì anh nói là ba cho ba mượn cái tiền này thì ba mẹ đóng cho luật sư. Đã. Đó là cái đó là anh nói là anh mượn của cháu. Đã, đã. Còn cái tiền mà chi phí của vợ chồng anh để cho cháu ấy, thì anh thì chưa có cộng đâu, nhưng mà nó cũng phải là sấp xỉ của trên dưới 30 triệu rồi. Yeah. Đó. À, thôi nhưng thì... mà trong cái đó thì lại cũng có là này sư cô thì hôm ấy anh hết vợ chồng anh hết tiền, anh khi mà gặp luật sư thì anh về anh có nói qua Nghĩa Trọng, Nghĩa Trọng ơi em thử liên hệ với luật sư xem luật sư có thể là giúp đỡ cho nói chuyện với sư cô để sư cô có thể là giúp đỡ cho luật sư một ít tiền xăng xe được không? À đấy đấy, em cũng đang định nhắc anh cái vấn đề đấy. Hôm thì trước có, em nói chuyện. Ngày hôm sau thì Nghĩa Trọng đưa cho anh 15 triệu. Nghĩa Trọng có nói là sư cô đưa cho anh để mà lo tiền chạy xe cái này cái kia là 5 triệu. Dạ, dạ. Còn sư cô đưa cho anh 10 triệu để mà lo cho luật sư. Thì anh cầm ngay cái 10 triệu đó, ngày hôm sau anh ký hợp đồng với luật sư luôn. Yeah. Thì anh về anh cũng đưa một cái biên lai cho cái hợp đồng đó, và biên lai đó anh chuyển cho Nghĩa Trọng luôn. Yeah. Để cho Nghĩa Trọng biết. Thế còn cái 5 triệu mà Nghĩa Trọng nói là sư cô cho anh á, thì anh vẫn giữ lại. Yeah. Nhưng mà vừa rồi ấy là đóng cái tiền luật sư á, thì anh mới là được 15 triệu đó, là cả cái tiền 5 triệu mà sư cô cho anh á. Yeah. Thì anh mới được 15 triệu thôi. Yeah. Anh phải xin anh Hà bạn của mẹ Vũ, anh lấy của Vũ 4 triệu, anh phải xin anh Hà bạn của mẹ Vũ là 1 triệu nữa. Dạ. Để mà anh đóng cho đủ 20 triệu. Dạ. Đó là cái kinh tế nó là như vậy. Nhưng mà cái đó thì mình cũng phải cảm ơn sư cô rất là nhiều. Đúng rồi. Và cảm ơn những cái mà sư cô đã giúp. Nên nhân tiện đây thì em cũng muốn chia sẻ ở cái góc độ là bây giờ là nếu như trên kênh của em cũng như là một số anh em á, là có các anh các chị mà muốn giúp đỡ cho Vũ thì có thể là liên lạc với Vũ theo số của anh Ngọc được không? Liên hệ với em lấy số anh Ngọc, hoặc là Vũ có thể để đọc cái số tài khoản của mình được không? Bởi vì nguyên tắc là không ghi được lên đây, chỉ ghi được phần bình luận thôi, nhưng mà mình có thể nói được đã rồi em ghi sau. Thì cái số tài khoản thì là anh cũng đã làm cho Vũ một cái tài khoản rồi. Được.
Thế còn tất cả mà liên lạc ấy, thì là anh hiện bây giờ là anh không cho cháu dùng điện thoại. Bởi vì trong thời điểm này có rất nhiều người gọi đến thế này thì kia, anh không cho cháu dùng điện thoại. Thì là tất cả là qua số điện thoại của anh. Nếu mà anh có thể anh nhắc lên đây cho cộng đồng biết rồi. Thì anh cũng vừa công báo luôn là cái số điện thoại của anh. 0908 756 921. Anh tên là anh Ngọc. Rồi. À, nếu mà các anh em YouTube mà họ có những cái vấn đề thắc mắc gì đó thì thôi thì làm phiền hai cha con thì cũng chia sẻ nếu các anh em gọi đến nhé. Hoặc là có một cái lúc nào đấy mà các anh em tập trung được các anh em thì hẹn có thời gian thì anh Ngọc với em cũng trực tiếp chia sẻ với các anh em nhé. Anh nghĩ rằng bây giờ thì mình đã đi qua bên một cái bước đầu rồi thì là mình từ bây giờ đi thì anh cũng có thời gian. Thì tất cả các bạn YouTube hay là các mạnh thường quân muốn tâm sự, muốn chia sẻ thì cứ gọi điện cho anh. Anh sẽ dành thời gian. Còn muốn gặp anh thì phải báo trước cho anh, anh sẽ sắp xếp thời gian để gặp. Bởi vì anh bây giờ xong công việc của cháu rồi, anh cũng có một phần riêng, công việc riêng của gia đình, chứ không thể tập trung hết cho cháu được. Bây giờ công việc của cháu ở đây là có Hoàng. Hoàng bây giờ vào trong này rồi để mà đi với em rồi. Thì là anh cũng phải lo công một số công việc của anh. Nhất trí thôi, nhất trí quan điểm. Thôi thì qua đây thì cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà lưu ý là cái gì nhỉ? Có thể đọc cái số tài khoản hoặc là cái số tài khoản thì em sẽ ghi. Số tài khoản cho cộng đồng mạng luôn. Xong em nhớ luôn để em ghi lên cho sau. Xong nhắn qua. Để con đọc luôn. Em xài số tài khoản nào? Em xài tài khoản của ngân hàng MB á. MB. Dạ. Số tài khoản. Dạ. 0348. 0348. 193. 193. 683. 683. Tên chủ tài khoản là gì? Dạ, Nguyễn Lê Vũ. Nguyễn Lê Vũ. Thì xin phép cô chú chị và các bạn thì ở đây thì mình cũng tiện ở đây thôi thì chúng ta đến với nhau bằng những cái câu chuyện. Đến với Vũ với anh Ngọc cũng vì biết như cái này, bọn mình thì không biết là sau này diễn biến câu chuyện nó sẽ đi như thế nào. Thế nhưng mà trước cái hoàn cảnh của Vũ thì cũng xin phép cô chú chị và các bạn liên hệ với anh Ngọc này. Và số tài khoản của em Vũ là như vậy. Và các anh em YouTube mình cũng sẽ chia sẻ. Cũng hy vọng là các anh em YouTube muốn biết rõ câu chuyện thì cũng sẽ liên hệ với anh Ngọc để có một cái thời gian, bởi vì vấn đề pháp lý nó còn rất dài, còn rất nhiều cái thông tin mà anh Ngọc sẽ chia sẻ với cả cộng đồng. Thì mọi người sẽ liên lạc với anh Ngọc để gặp em Vũ cũng như là anh Ngọc để chia sẻ những cái vấn đề liên quan nhé. Thôi thì thời gian này nó cũng ấy rồi, không làm phiền cha con nữa, có lẽ là hôm nay nó cũng khá là mệt. Em xin kết thúc cái video ở đây. Qua đây thì cũng cho anh đôi lời. Đầu tiên là anh cảm ơn em. Một cái duyên mà anh em gặp lại nhau. Là anh cảm ơn em. Cái thứ hai nữa là con xin cảm ơn sư cô. Cảm ơn Trọng Nghĩa. Cảm ơn tất cả cộng đồng mạng. Và cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm và giúp đỡ cho em Vũ trong suốt thời gian qua. Con xin chân thành cảm ơn. Và cảm ơn Trọng Nghĩa rất nhiều. Thì chồng Nghĩa sắp xếp công việc thì anh em mình sẽ gặp nhau để mà chia sẻ lại những cái gì mà anh thu thập được ở bên pháp lý như thế nào. Đấy, rất là ok. Thế Vũ có trả lời gì tới sư cô cũng như anh chồng Nghĩa cũng như khán giả không? Dạ, em cũng chỉ muốn là sẽ có mặt ba với anh ở đây thì em cũng nói là em cảm ơn sư cô, cảm ơn chồng Nghĩa và tất cả ông bà cô chú trên cộng đồng mạng và các mạnh thường quân đã đồng hành và hỗ trợ em trong suốt thời gian qua. Cũng hy vọng là mọi người sẽ hỗ trợ Vũ thêm nữa để giúp em trong quãng thời gian này và phụ giúp cùng với anh Ngọc cũng như là sư cô cùng anh Trọng Nghĩa. Hoàng có chia sẻ gì trước khi kết thúc video, nhìn cũng đỡ đẫn lắm rồi. Dạ thì em cũng như ba với Vũ thôi, em cũng cảm ơn các anh chị và các bạn luôn và cả anh YouTube sư và cả sư cô và anh Trọng Nghĩa. Cảm ơn tất cả mọi người, hy vọng là các anh em cũng sẽ liên lạc với Ngọc theo số đó. Cảm ơn cha mấy cha con nhé. Rồi em kết thúc video đây. Ok.